Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng xe đạp địa hình đổ đèo của hiệu Mỹ và một cái cấu hình rất là ok, một kiểu dáng rất là độc đáo. Và đây là cái chiếc xe đạp đầu tiên mà em nhập được ở trong cái thời buôn xe đạp của em, và là cái bánh to nhất mà từ trước tới giờ em bán xe đạp em đã từng nhập. Và đó là cái dòng đổ đèo thương hiệu Mỹ, Special Line của Mỹ. Và xe cấu hình như nào thì mời các bác xem chi tiết xe ngay bây giờ. Vâng, và các bác đang nhìn thấy đây là tổng thành chiếc xe đạp đổ đèo, địa hình đổ đèo của hiệu Special Line Mỹ. Như các bác thấy, xe đang đè trên khung đó là dòng chữ Special Line. Đây là một thương hiệu xe đạp của Mỹ rất là nổi tiếng. Dòng model của cái sản phẩm này đó là dốc Hopper. Các bác có thể lên Google search thêm thông tin về cái dòng đổ đèo này. Tại sao em nói đây là dòng địa hình đổ đèo dốc Hopper? Các bác có thể lên Google gõ Special Special cách dốc Hopper. Đây là một dòng ở bên Mỹ sử dụng rất là nhiều. Tại sao đây là một cái dòng đổ đèo là địa hình nhưng mà thiên về đổ đèo? Bởi vì chiếc xe có một cái tay lái, một cái tay cầm rất là dài. Các bác có thể đấy là nó gấp đôi cánh tay của em. Đấy là một cái tay lái dài để mà vận động viên, những cái vận động viên đổ xuống dốc từ những cái gọi là dòng downhill ấy. Downhill tức là đổ từ đồi xuống. Cái tay lái dài giúp cho vận động viên kiểm soát cái chiếc xe tốt hơn. Thứ hai là cái đặc điểm nhận dạng của nó là cái cổ phốt nó thấp hơn, cho nên là giúp trọng tâm của đầu xe thấp hơn cho vận động viên dễ kiểm soát. Và cái thứ ba đó là cái bộ lốp của chiếc xe, đó là bộ lốp Ground Control. Và cái cỡ lốp của chiếc xe này là rất là to, như bác có thể nhìn thấy là cỡ lốp lên đến 29 × 2.1, tức là đây là vành 29 inch, cỡ lốp là 2.1, thương hiệu lốp là Ground Control. Bản thân cái tên của lốp đã nói lên cái độ đổ đèo của nó rồi. Giảm sóc của chiếc xe đó là giảm sóc cũng là 29 inch, chứ không phải là như những cái dòng xe địa hình thông thường là dòng 26 inch hay là 27 inch, mà chiếc xe này lên đến tận 29 inch. Lốp rất to hơn cả lốp 700C, và quả cũng là quả 2.1, lốp rất là to luôn. Thì chiếc xe này rất là phù hợp với các bác cao to, có chiều cao từ khoảng 1m trên 1m7, nặng khoảng trên 80 cân cho đến một tạ, là cưỡi chiếc xe này rất là hợp với các dáng các bác. Đằng sau cũng như vậy, lốp 29 × 2.1, quả to, đường kính là 29 inch chứ không phải 26 hay 27 inch như những chiếc xe khác. Đấy là một chiếc xe rất là hiếm và lại là thương hiệu dốc Hopper, xách tay từ Mỹ. Về phần sơn của chiếc xe thì em đánh giá là đẹp khoảng 70-80% thôi. Cũng sơn chiếc xe là sơn bóng sần chứ không có phải là sơn bóng bình thường. Khung của chiếc xe là khung nhôm chính hãng, nhà máy Special Line, thương hiệu Mỹ. Và như các bác biết thì tất cả những cái nước phát triển hiện đại bây giờ thì họ đều đẩy những cái việc sản xuất độc hại, những cái việc mà lặng nhọc sang những cái nước đang phát triển, nhưng công nghệ vẫn thuộc sở hữu của họ, và tất cả quy trình sản xuất chất lượng được kiểm soát bởi những cái nước phát triển đó. Thì các cái thương hiệu như ở Nhật, Mỹ, Canada, Pháp đều đặt nhà máy chủ yếu trên thế giới này, đó là thủ phủ sản xuất xe đạp lớn nhất của thế giới, đó là Đài Loan. Và như các bác nhìn thấy, đó là cái chiếc tem handmade in Đài Loan, có nghĩa là làm bằng tay. Cái khung này được sản xuất với số lượng hạn chế và làm bằng tay tại nhà máy chính hãng của Specialized, thương hiệu Mỹ tại Đài Loan. Và trên ở dưới đây thì các bác có thể nhìn thấy, đó là chiếc xe này đời tháng 10 năm 2016 của hãng Specialized. Đây là một cái mã vạch của chính hãng, handmade in Đài Loan.
Inta One. Và đây là khung size M dành cho nam giới. Về phần gầm của chiếc xe thì chúng ta thấy là có mã vạch chính hãng này. Mã vạch chính hãng. Dốc Hopper. Yên của chiếc xe cũng là nguyên bản của hãng luôn, có chữ Vexolite. Yên đẹp không rách. Dòng đổ đèo. Nếu mà ở Việt Nam thì theo em thì những cái chiếc xe này rất là thích hợp cho các bác có sở hữu ở nhà ở những cái vùng núi, vùng cao, vùng miền núi phía Bắc hoặc là vùng trong miền Nam Tây Nguyên. Hay dạng đi núi thì rất là phù hợp và dành cho các bác cái cao to trên 1m7, nặng tầm khoảng từ 70 cân đổ lên. Rất là phù hợp. Xe được trang bị cấu hình là Meyer Shimano. Phanh dầu full Shimano luôn. Líp 9 tầng, bộ chuyển động Alivio. Alivio thì cao cấp hơn Tourlay, cao cấp hơn Antut. Rất là tốt. Đằng trước của chúng ta thì có một cái đùi đĩa 3 tầng và như các bác thấy là một cái chắn xích đây. Thì đây không phải là nguyên zin mà đây là người dùng đã lắp thêm để mà xích không cọ bẩn vào quần. Thì một số cái dòng đổ đèo thì thường nó sẽ không lắp cái này được gọi là cái lato chắn đĩa. Thì đây là người dùng cũ lắp thêm thì các bác có thể tháo ra chứ không phải là xe bị han như thế này đâu. Đây là người dùng lắp thêm đấy. Thì các bác có thể tháo mấy con vít này ra là bỏ cái lato, loại bỏ cái lato ra ngoài cũng được. Hoặc các bác có thể để. Trên trang bị của chiếc xe thì đằng trước là một cái giảm sóc 29 inch. Giảm sóc thủy lực dầu, có khóa ở trên giảm sóc. Dòng đổ đèo. Phanh là phanh dầu Shimano. Tay chuyển số 3x8 tốc độ, bên tay phải là 8 và bên tay trái là 3 tốc độ cho đĩa. Đây là bên này của chiếc xe. Như các bác thấy thì cái bàn đạp này cũng của chính hãng luôn, vẫn có chữ của hãng luôn. Tất cả nguyên zin nguyên bản 100%. Phanh dầu Shimano. Full bộ chuyển động Shimano. Dòng đổ đèo. Bánh 29 inch thương hiệu Petrolite Mỹ. Chính hãng. Ghi đông Ford. Còn bát là FSA rất là tốt, cũng của Mỹ. Đây là một hiệu bi chuyên sản xuất những cái bi như là bi trục, bi cồn bát của Mỹ. Đây tổng thể của chiếc xe, bánh rất là to. Đây là chiếc xe mà to, bánh to nhất từ trước tới giờ mà em mua được và chưa có một con nào em mua được. Bánh to như này, xách tay từ Mỹ về. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí, còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng phụ kiện về và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8 phần 10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em bán đồ cũ cho nên số lượng chiếc xe chỉ có 1 chiếc
và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở cái những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em nó. Và ngoài ra nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển hết chuyển cọc thấp nhất là 500.000 thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoảng 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật Bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.